Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử sửa con nồi Toshiba. Rồi, hiện tại là đang báo lỗi là F01. Lỗi như này chắc là cắm nó không lên được rồi. Bây giờ mình sẽ cắm thử nha. Không bấm được. Mình sẽ phanh nó ra xem làm sao. Bật quá. F01 là báo hiệu là cảm biến đáy nồi các bạn nhé. Các bạn tháo đít nắp rồi. Cảm biến đáy nồi, đáy nồi còn gọi là đáy son. Đây bạn nha, cảm biến này, 2 giây này, ui chết rồi, các bạn nhìn thấy chưa, 1 giây đã bị đứt rồi này, khả năng là đi còn cảm biến này rồi. Không phải con này các bạn nhé, con đứt này cơ. Đây các bạn này, đã đang bị đứt tận trong rồi cơ, nguy cơ là không thể hàn được rồi. Bên mình như có cái con này sao? Toshiba ơi, được rồi, con này khác đầu rồi. Đây các bạn, người như là không đúng gấp cắm. Không đúng góc cắm rồi. Khả năng mình phải tháo này ra để mình sửa thôi.
tháo cái ngạnh đây này nhé, rút cái này đây. Ê da, chặt quá. Nó đổ keo rồi. Khả năng là cứu được rồi. Ok. Đây các bạn nhìn này, nó có hai chân này, đứt một chân, giờ mình sẽ hàn lại chân này vào đây. Đây ok đấy, giờ mình sẽ tiến hành hàn nhé. Ok, đã hàn xong các bạn nha. Quay nhìn. Ok nhé. Sẽ khắn lại. Bẻ lại như cũ. Ok, bây giờ mình sẽ đo thử đây. Đứt cả biến. Hái bắt đầu cái đồng hồ đấy thôi. Con F1 với 2 là cả biến đứt đã rồi mà. Tôi một con đáy nồi, một con thế biết đấy, đấy con đáy nồi thì đây rồi, nắp nồi thì mình sẽ đo thử xem con chở công suất 2 con. Ok, đồng hồ đã nhảy số 125k. Bây giờ mình sẽ lắp vào nha.
mày tuấn ôm hết đồ quạt, tuấn lại ôm quạt nữa, mau quạt quạt đấy ấy hả, dễ chế hả? Bây giờ mình sẽ cắm thử. Các bạn nhìn nha, cái này vẫn F01 này. Mình sẽ cắm này. À, hình như còn bị mất cả nguồn nữa cơ, vẫn chưa được rồi, vẫn còn một cái gì nữa, đang còn lại về phẫu thuật. Ây da, cái này mệt quá tháo nhỉ. Thank you.
F01 thuở như bàn cờ. Tại sao? Đây mình sẽ cắm trực tiếp đây. Thử đây. Tại sao lại F01? Mình sẽ đo thử con diode trên máy đấy nhé. Quá rồi vẫn sống. Cảm ơn. Vẫn đeo không một. Ui, 20 phút rồi. 20 phút rồi mà vẫn chưa giải mã được. Đây, cổ điện. Okay. Mình tạm dừng để tháo cái hại não quá. Các bạn này, cái này phải xóa nhớ các bạn nhé. Khi nó bị F01 là mình phải xóa đi. Giờ mình sẽ test thử đây. Cái pha này rõ xóa hơi lâu các bạn. Cái này là mình chưa gắn ấy nhé. Mình chưa gắn này. Chưa mưa đi đâu. Mà sợ cô bảo mang sang đây mà. Mày mới chặt ra con. Hả? Cô vợ chở đang đây, cô vợ mãi rồi không biết là cháu có chịu chở được không vợ. Chở thì chở luôn chứ mà bị giả tiền công quá. Cái lúc nào chở, mai chở? Ok các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ lắp lại. Cái bệnh F01 này các bạn phải xóa nhớ nhé. Thì
trên này nó lập trình bằng hai con IC, các bộ phát sáng. Còn các bạn xóa nhớ thì chỉ cần rút tụ ra thôi, cho nó xả điện đi là nó sẽ về trạng thái ban đầu. Các bạn thấy hay có thể là đăng ký kênh.